Hôm nay Thiện sẽ nấu món giò heo hầm củ cải các bạn và chả giò chiên. Mong các bạn theo dõi video của anh Thiện ha. Dừa nhìn thấy đẹp không các bạn? Rất tiếc là hôm nay không có củ cải đỏ các bạn. Thêm giòn ngon quá ha bạn. Giờ em Thiện vào chiên chả giò đây các bạn. Mong các bạn theo dõi video của em Thiện ha. Giờ em Thiện vào chiên chả giò đây các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Cái bắp gà nó muốn hư nữa các bạn ơi. Cửa hổm hư mấy cái đồ đốt ở trong rồi Thiện thay bỏ hết rồi, bây giờ nó muốn hư nữa rồi. Nhà nghèo phải chịu các bạn. Cái ga này mua nhà thì mua năm 2017 tới giờ các bạn. Gặp như nhà giàu thì người ta bỏ rất lâu rồi. Nồi canh cũng sắp chín rồi, giờ Thiện qua khâu mà chiên chả giò các bạn ơi. Tại vì còn có một bên bếp rồi, còn bên kia liệt luôn rồi các bạn ơi. Cách đá nhiều quá rồi chưa tắt ra được nữa. Bắt đầu chả giò cũng có chín nha các bạn. Thank you.
Đi ra nè. Chưa xả đông nên nó dần dữ lắm các bạn ơi. Đây ăn món chả giò nha các bạn. Mời các bạn theo dõi video của em Thiện ha. Đây là tinh cải tương hớt Thiện nhờ đổ chung nha. Ngon quá bạn. Đây là nước mắm lạc. Này hết rồi. Nè, chả giò miền Trung nữa các cho nó mắm làm thử. Cái này có một hai lon bia là bán các bạn, nhưng mà bữa nay thì cũng bệnh nên không có nộp. Chàng thở hán mới nhậu là tính bữa nay nhậu nhưng mà thôi đang bệnh. Ừ.
muốn không thầy. Hết nữa nè. Thôi em Thiện cũng xin kết thúc video tại đây ha. Nếu ai thương tình em, cho em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ạ. Rồi Thiện xin bye.